một lần ngoài ý muốn, nhầm tân xuyên qua dị thế, biến thành người bị trọng thương nhâm tân nhâm như ý, biết rõ nội dung vở kịch nàng, hắn, quyết tâm thay đổi bản thân vốn có vận mệnh, cũng không nghĩ đây vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Chương 1 Sơ đến trọng thương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Gặp mặt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Khoái đau trảm tình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Hệ thống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Khôi phục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6 Tiếp xúc thân đồ đỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 7 Kết minh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 8 Mở tiệc chiêu đãi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 9 nhận nhau bên trên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Nhận nhau phía dưới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.